Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2023. Tiếp các ông bà Lương Đình Huệ, Đặng Xuân Tấn, Phạm Văn Thìn, Tăng Thị Mỹ Lan, Trần Thị Kim Chi thuộc dự án công viên châu Á về kiến nghị hoàn trả lại tư liệu sản xuất đất đai cho các hộ dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định theo luật đất đai hiện hành, đất sản xuất kinh doanh chỉ có thời hạn 50 năm chứ không thể có thời hạn lâu dài. Thành phố sẽ thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và cần thiết sẽ cho thanh tra toàn bộ dự án này. Đối với trường hợp ông Nguyễn Liền, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và trường hợp ông Võ Văn Chúc, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, liên quan đến việc giải tỏa bố trí tái định cư, sau khi xem xét trường hợp ông Nguyễn Liền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh do thanh tra thành phố ra soát lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân, nhưng phải đúng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp của ông Trúc là không đúng quy định của pháp luật nên không thể giải quyết. Nhưng do đây là gia đình chính sách nên giao quận Liên Chiểu quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho gia đình ông Trúc tiếp bà trần thị vương bình trú tại chung cư vũng thùng quận sơn trà có nguyện vọng xin được chuyển đổi sang căn hộ diện tích lớn hơn chủ tịch lê trung chinh rất chia sẻ cảm thông với trường hợp của bà bình và đồng ý giải quyết cho bà bình chuyển đổi căn hộ chung cư để đảm bảo không gian sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình